thì năm anh em khác 2 k, giờ cháu Trường sẽ nghi với 8, giờ anh 2, anh Tâm, hiện anh 10 và anh 5. Thôi may mắn cũng chương trình chọn hầu như thế mọi người, may mắn chọn hầu hương. Rồi anh 10 là chi không? Quên có xương chía mọi người. Quên ngờ. Đang giờ thì được 2 con cái bú con. Bây giờ thì anh em tiếp tục xuống chòi hầu hương. Khu vực Trường Sơn này thì chủ yếu là chòi hầu hương thôi, chứ hải sản đa dạng thì không có nhiều đa dạng đâu. Hy vọng tăng này sẽ gặp nhiều hải sản đa dạng để quay cho mọi người xem. Rồi tới điểm này săn bắt hải sản. Đấy được. Rồi bây giờ thì Tám với cháu Trường sẽ thay ke. Ở phía trên thì kéo hầu cũng mỏi luôn mọi người. Đi chòi hầu này á, cứ ở phía trên kéo hầu thôi. Bây giờ thì anh Thiện, anh Hai về, anh Tâm ở phía trên thay ke, được nghỉ ngơi ở phía trên. Cũng kéo hầu như mấy anh em Tám luôn. Nếu mà hầu nhiều thì anh em Tám sẽ quắt đèn phía trên kéo lên. Nếu mà không có hầu thì phía trên sẽ được nghỉ ngơi. Rồi Tám cũng đáp dạng rồi mọi người. Đây là anh 10 nha. Chuyến này thì anh 10 đi một chuyến, đi chòi hầu hương. Cái mùa này rêu mặt cực kỳ nhiều luôn, nên hải sản rất là ít, phải đi chòi hầu hương. Hầu hương thương lái mà cũng được giá lắm, tầm khoảng 17 đến 20 nghìn một con. Rồi chứ hòn đá bánh tráng này quét lời hầu luôn. Chỗ này 2 con này, wow, có một con nó khiêu khích nè. Khiêu khích thì Tám cũng phải chòi nó thôi. Được một con rồi, con thứ 2. Đây vừa xuống Tám được một con cái mú. Rồi mới nói là nó xảy, nó chạy rồi mọi người, bị đoạn ánh đèn đó. Wow, cứ dưới hòn đá bánh tén thì hầu cực kỳ nhiều luôn. Đa số nó ở dưới hòn đá bánh tén nhiều hơn. Những con khó thì Tám phải dùng búa để mà chòi nó. Đập búa như thế này cực kỳ nhẹ tay, nhưng mà cũng bể hơi bị nhiều. Wow, con thước con này chắc lắm mọi người. Rồi, bể rồi. Tám lấy con hầu bể này ra. Người để ý cái cùi đó, cực kỳ trắng luôn. Đây, phía này cũng 2 con nữa nè. Con đầu tiên, con thứ 2 nè. Thế là nhiều luôn. Cái con hầu hương này nó nặng lắm. Có con 2-3 kg luôn đó mọi người. Cái ruột thì nó không có to, nhưng mà nặng thì nặng cái vỏ hầu đó. Cái vỏ hầu cực kỳ nặng luôn. Wow, một con tôm hùm đỏ baby nè. Rồi Tám bắt được nó. Con này thì Tám kiếm thêm 40-50 nghìn, cũng bùa thu hơn. Rồi anh 10 gặp cái mú này. Tám giăng lưới ra. Chủ yếu là cái mú con thôi. Cái mú con thì anh em cũng được 70-80 nghìn. Nó nhẹ hơn các con hầu hương thế là nhiều luôn.
không biết có cái mú trong này không. Thế là lâu đó mọi người, rồi có lẽ là nó ở chuốc lon sau rồi, phải dùng ca sừng chữa lùa nó ra ngoài. Rồi nó chạy ra này mọi người, được rồi. Đây dưới này tém được một con hải sâm gai, được 50.000. Wow, một con cua siêu nhân này, còn gọi là cua đá nha. Cua này thì nó cứng cực kỳ luôn. Đây, như cục đá vậy mọi người. Hai cái càng nó thì cực kỳ dài luôn. Chủ yếu là ăn hai cá càng thôi, hai cá càng cực kỳ nhiều nạc luôn, nạc nó thì ăn mềm với lại béo lắm. Đây chỗ này cũng có một con hào hương, có một con cua đó này, tám lùa nó ra ngoài. Wow, nó chạy lại cái hang này. Con này hình như hơi bị nhói rồi mọi người, dưới ba lạng thì bị nhói nha, rồi tám không bắt đâu. Wow, mọi người thấy không, những con hầu hương đó nó nằm hé cái miệng ra khá là nhiều chỗ này luôn. Wow, con này có vẻ cực kỳ chắc luôn nè. Trời miết mà không có rụng xuống, rất là mệt. Rồi tám được một con ốc bàn tay. Thì dây lè các con ốc mượn hồ, tưởng ốc có ruột chứ. Chỗ này cũng hai con luôn, cứ gặp là hai đến ba con. Tại vì khu vực này vẫn còn nhiều hầu đó mọi người. Lần giờ thì tám dùng xương chữa để mày chọi luôn này, chứ lấy cái búa ra thì mệt lắm. Rồi hai con chỗ này, wow, một con cái chim mú này, còn gọi là cái nanh heo. Cái này thì ăn ngon lắm, đặc biệt là xẻ ớt đó. Nhưng mà con hơi nhỏ thì nó bị nhẽo nha. Ngon nhất là những con tầm 2 đến 3 ký, càng to thì nó càng dai. Mọi người làm thì phải làm sạch cái ruột nó ra, cái ruột nó thì hơi bị thúi một tí, nhưng mà mùi vị của nó thì như vậy đó, ăn khá là ngon luôn. Wow, tiếp tục nè, chỗ này thì cũng không biết bao nhiêu con luôn, cứ dòm xuống thì thấy nó hé cái miệng ra rất là nhiều luôn này. Rồi tám đang có lấy cái búa nha, hơi chậm một tí. Cái búa này thì làm sạch hết mọi vết bong còn cánh té bánh tráng này. Hầu hương là nó sống ký sinh, nó dựa theo những cái hòn cố hoặc là những hòn đá để mà bám vào một miếng. Còn nắp thứ hai thì nó không bám vào được, nó chỉ bám được một miếng thôi. Rồi con ở phía con khá là chắc luôn. Cuối cùng tám cũng đài một vợt này, có công việc cho anh em thiết lên rồi. Tưởng chừng anh em thiết lên không có công việc làm chứ. Anh em tăng giờ đi 4 người thì cũng lên được 4 vợt thôi. Tăng sau lại thì 5 người sẽ lên một lần 5 vợt. Đây một con, hai con phiết lăng luôn. Vừa đầy một vợt đó mọi người. Đây là lần vợt thứ hai này. Tám chọi được một con rồi. Phải chui về hang sau mới chọi được những con phiết lăng này. Rồi cũng bể luôn. Bám khá là chắc. Những con hầu này thì không biết từ bao giờ luôn. Cứ gặp nó ở phía dưới này thì chọi thôi. Thank you.
Đây, một em ké bò hòm. Hơi nhỏ một tí nhưng mà bắt lên thì mới có ké ăn. Không bắt thì lỡ như không có ké ăn đó mọi người. Wow, là thêm con tôm hùm thứ hai. May mắn rồi. Lùa, xoáy rồi mọi người. Nhưng mà không sao, lùa nó dây lại thôi. Rồi, lùa nó chỉ chạy dây. Nó chạy càng nhanh á thì con tôm nó nhanh mệt hơn nha. Lùa cho nó chạy nhanh thì con tôm nó mệt dễ bắt hơn. Cuối cùng cũng được nè. Rồi tám phải kẹp cái đèn vào nắp đó mới bắt gọn con tôm này được. Chứ một tay thì khó cầm lắm. Con này cũng hơn một lạng đó mọi người. Tuy nó vậy chứ nó nặng lắm. Hơn một lạng thì tám cũng được 50-60 nghìn. Nhanh được tiền lắm. Con hầu hương thì cũng phải được 3-4 con. Đây, lại phát hiện cho em một em hải sâm gai. Nhầm mũ cho anh em nè. Wow, con phiếp lần này luôn. Hải sâm con to không này. Được những con hải sâm này á, nó nhanh tiền hơn. Về nó nhẹ nhàng nữa, chứ không nặng như các vật hầu. Wow, một con cua lông. Còn gọi là cua đỉ hoặc là cua mang nợ nha mọi người. Con này khá là nhiều tên luôn. Nhưng mà ăn thì không có ngon đâu. Nên anh em không có bắt. Lại tiếp tục là cái mú này. Vừa mới xuống thì chạy hết một con. Bây giờ tiếp tục là bắt thêm con thứ hai này. Đó mọi người thấy không? Nó nằm ở phía dưới đó. Cái mú con này thì bắt nhanh lắm. Cứ lùa thì nó chạy dây lưới thôi. Còn những con cái mú to á, nó ngủ ở sâu hơn, khó bắt nhiều hơn. Rồi tóm gọn em cái mú này. Cái mũi xong thì anh em sẽ gom lưới lại để bỏ vào cái vật riêng này. Cái vật này chủ yếu là mang lưới thôi. Wow, một con ké dừa bông này. May mắn chưa? Cuối cùng cũng gặp được một con ké để mày xiên. Chứ tưởng chừng cái xương chĩa này sẽ không xiên trúng con ké nào. Được một con ké rồi. Wow, lại thêm con ké mú nữa này mọi người. Con này cũng khá là to đó. Rồi phía xe thì anh em không thấy đèn. Mình tám bắt chỗ này thôi. Nhiều khi trời hầu nó cũng lạc đèn nha. Anh em mãi mê chui về trố nên không thấy đèn được. Mình tám sẽ bắt con cái mú này luôn. Nó cũng dễ thôi. Đây. Rồi nó dây lưới rồi. Nhưng mà cái đèn pin thì nó mén cái lưới lại. Tám không thể nào là kịp. Rồi cũng may là được này. Thì như là phía xe cháu Cường để thấy đèn tám rồi. Thấy tám bắt cái mú. Đang có đi lại đó mọi người. Vì cái hướng tám đi là cũng cái hướng mà anh em đang có đi lại luôn. Tăng giờ cũng khá là nhiều cái mú đó. Cái tăng trước của anh em cũng được 2 con. Tăng giờ thì tám cũng được 2-3 con rồi. Rồi bắt cái muối xong thì cũng tới giờ lên. Rồi bây giờ lên xem thành quả của mấy anh em trò hầu thôi. Không biết bao nhiêu trăm con hầu.
Rồi. Em mới lặn lên tăng nữa. Tăng lên được hai bé con kéo mú. Wow. Cô này nhỏ nha mọi người. Cô này nhỏ thẻ. Đây Hào Hương anh em mới lên nè. Chủ yếu Hào Hương thôi. Nên cũng không quay nhiều cho mọi người xem. Hào Hương thì chủ yếu quay vài bé con. Được hải sản khác thì Tám sẽ quay nhiều hơn. Hào Hương rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ thì sẽ quay tiếp một tăng nữa cho mọi người xem. Chứ gặp Hào Hương thì cũng ít quay lắm. Được một con ké thôi. Đây ké đây, ké chìa bông. Rồi bây giờ thì tiếp tục là tăng 5 này mọi người. Tăng 5 của tăng sớm á. Tăng 5 tăng sớm thì có anh Tâm, cháu Cương, anh Hai và anh Thiện với 8. Thì bây giờ tiếp tục lại tăng 5. Rồi thêm tăng thứ 3 luôn nè. Tăng giờ cũng sáng luôn mọi người. Nước anh em lặn tầm khoảng 10 xả tay, tương đương 15 đến 16 mét nước. Phía xe là cháu Cương đó. Cháu Cương cũng mới lặn năm nay thôi. Phía trên là Keno. Đây, Tám với cháu Cương đi gần một bên. Còn anh Hai với anh Thiện đi phía xe. Wow, vừa mới xuống luôn nè. Là gặp một con ké mú rồi. Tám phải lái coi xương chỉ ở khều nó ra. Ké mú nó sẽ núp vào các hòn đén, nên phải lái xương chỉ ở lùa nó ra ngoài. Đây được rồi. Anh Thiện đang có bắt ké mú. Bây giờ Tám sẽ gom lưới lại để mẹ đi cho nhanh. Đây, con Hào Hương đầu tiên. Nó nằm nhô dây bên ngoài này. Hai con luôn. Tám được hai con rồi. Hào Hương này ăn rất là ngon. Wow, con ké đỏ mép phía lon này. Tăng giờ thì mới xuống cũng được một con ké nữa này. Con này phải hơn nửa ký. Wow, cứ tới hòn đá bánh tén này lại có những cái miệng hé ra, khá là nhiều luôn. Tám ơi, trời được hai con rồi. Nó rớt xuống này đó. Hào Hương á, cái cùi phiên trăng thì mọi người làm sạch ra. Khi mà có cái gan á, cái gan nó sẽ màu đen nha. Mọi người làm lấy cái gan nó ra hết, ăn khó bị đắng. Nếu mà để cái gan lại thì nó ăn rất là nhẵn luôn mọi người. Chỉ lấy nội cái cùi trắng của nó thôi. Wow, con này đập mười mấy hai chục lần luôn này. Thế là mệt luôn. Đây đây, Tám phát hiện ra con ké đỏ mép thứ hai. Nó rất là khô, nằm dưới hòn đá này tưởng Tám không thấy. Nhưng mà thấy thì xiên trúng liền nè. Chiếc lần này dễ xiên lắm. Con này thì to hơn con vừa rồi. Wow, con hang này có một con ké chèm rất là to. Hai bé con luôn. Một con ké chèm bì. Nhưng mà ở cái hang cực kỳ sâu luôn. Tám xiên không có tới. Còn cố to kinh khủng luôn. Rồi, Tám để camera phía ngoài chui vào bắt một con cua nha.
Hang này sâu lắm mọi người, tầm khoảng 2 đến 3 mét đó, khá là sâu luôn. Đây là con cua. Chỗ này có hai con cá bẻ cầu luôn nè. Cái này ăn ngon lắm, cá bẻ cầu đó. Nó có canh chua với giá, ăn cực kỳ ngon luôn. Hoặc là súp kè. Được hai con. Những con cá bẻ cầu to thì thường lá mùa cũng khá là mắc. Wow, hầu hương, hai con. Cái búa thì tám lấy sẵn này rồi. Cái nắp của hầu hương này cực kỳ nặng và dày luôn. Wow, tám bị những con nhím đen đâm vào chân này. Những con nhím đen này đâm vào chân này cực kỳ đau và ngứa luôn. Mới đâm vào thì ngứa kinh khủng, khi mà ngày mai lại nó bắt đầu ngứa nhiều hơn. Phía xe tém gặp một con cá cực kỳ to luôn, không biết cá gì. Tém thì đang có rượt lại này. Wow, thì đây là một con cá cam, thế là to luôn. Rồi rồi, tém cũng gần tới nó rồi, hy vọng nó không thấy tém. Để mẹ siêu một cái xem có được không, chứ những con cá chạy như thế này thì chịu hên xui lắm. Rồi, nó chạy lên mặt nước nên tém không ví được, vì những cái vật hầu của tém cực kỳ nặng luôn. Nếu mà nó ở dưới dạng thì tém có thể ví tới, chứ ở mặt nước thì bó tay. Rồi, bây giờ thì công an việc làm của mấy anh em thiếp lên rồi. Cứ đài một vợt này thì thiếp lên có công an việc làm, còn anh em cũng có nhiều bội thu. Khi mẹ cho hơi vào này tám phải nín thở thật lâu nha, chứ không có hơi thở đâu. Nếu mẹ hất hơi thì phải cho hơi vào miệng ngay lập tức. Thiếp lên để kéo các vợt hầu của tám lên rồi mọi người. Giờ đi tìm kiếm săn bắt thôi. Đây, con đầu tiên, con thứ hai luôn. Chỗ này thì tám đã chòi rồi, nên giờ chỉ có việc nhặt nó ra thôi. Wow, con này một màu đỏ luôn, khá là đẹp. Những cái sinh vật của san hô nó đóng vào. Còn một con tém chưa chòi này, đây, nó nằm dưới phía này. Rồi, được rồi. Hình như là còn một con nữa. Đúng rồi. Chỗ này khá là nhiều luôn. Tém chòi được mấy con phía trước rồi mà phía này vẫn còn này. Được một con này thì cứ đếm tiền thôi. Hầu này lên anh em sẽ muối đá nha, chứ không nuôi sống được đâu. Nuôi sống rất là khó luôn. Nó sống tầm khoảng một ngày thì nó bắt đầu vừa ra, không sống được nữa. Vì vậy anh em phải muối đá. Trời như thế này đó, nó để lăn đầu lăn ốc hết rồi. Chỗ này mọi người thấy hầu không? Đây, hai con luôn. Một con này. Có con hầu sữa nó bám vào á. Cái con hầu sữa thì nó giống như cái con hầu bánh tráng của mấy anh em ở chiếc con bắt vào mọi người. Nhưng mà nó thì ở dưới dạng này, nó bám ký sinh vào những cái con hầu. Hầu sữa này thì không có cái cùi to nên anh em không có bắt. Wow, một con cá bò dép trong cái hang này. Chỗ này cháu Trường gặp con cá bò dép siêu to luôn. Tại tám phải giăng lưới để mà bắt cá bò dép này, sợ nó chạy lì tiếc lắm. Lâu lắm thì anh em mới được một con có giá lì này. Cá bò dép này nếu mà được giá thì khoảng 250 đến 300 nghìn một ký. Nếu mà không được giá thì anh em cho về so, cho về nồi để mà luộc luôn. Chứ bán không được giá thì anh em tiếc lắm. Cái bò dép này ăn cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà cái tươi ăn mới ngon nha. Những con cá muối đế lâu
thì anh em ít có ăn lắm. Đặc biệt cá này nó cực kỳ tanh luôn. Wow, cực kỳ to luôn này. Chưa bắt dê mà để thấy to kinh khủng luôn. Tám đang có thật tay về bắt đó. Vì chỗ này cái hang hẹp nên camera không cho rô được. Rồi, tám tóm gọn cái đuôi của nó này mọi người. Rồi, từ từ kéo ra thôi. Con này khá là mạnh đó. Wow, rê rồi. Cái bò dép này à, nó sẽ dưỡng cái gai trên lưng lên, mén về những cái hòn đá nên khó bắt rê lắm. Rồi, cháu Trương cũng chuẩn bị cái vật thần kỳ để mà bỏ con cái bò dép này vào. Wow, khá là mạnh luôn. Rồi, may mắn cho anh em này, con này tầm khoảng 4 ký mấy đó. Tại tăng sáng này thì hải sâm nó sẽ chui về hang được một con. Cuối cùng anh em cũng tới giờ lên này. Wow, sợi dây đá này kéo đi khá là nhanh luôn. Nước bắt đầu chảy xiết lại rồi, nên sợi dây đá này cứ kéo thẳng, anh em ví tới liền bại luôn này. Bây giờ lên xem thành quả thôi mọi người. À mọi người, tăng giờ được một con cái bò dép. Kế của anh em này mọi người, kế rõ là ít luôn. Một con kế nanh heo, gọi là kế chim ụt. Kế này thì hai tăng nha mọi người. Hồi hương của anh em lặn một đêm nè, tầm khoảng 8-9 con. Phía này nữa rất là nhiều luôn. Có lẽ video trời hầu đêm đầu tiên của anh em cũng kết thúc tại đây. Khoảng gần 1.000 con hầu đó mọi người. Bây giờ thì anh em sẽ muối hầu xuống. Và video cũng tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho tám một like và một đăng ký kênh để có nhiều động lực cho nhiều video hay hơn. Hẹn mọi người đón xem tập sau của khu vực trời hầu này. Giờ bye bye.